Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tri thức quanh ta. Các bạn ạ, à, mới cách đây chưa lâu, hình như tôi nhớ không nhầm là hôm 11 tháng 3 vừa rồi thì phải, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu sau diễn biến phức tạp trong gần 3 tháng qua, lây lan chưa hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến rất nhiều người nhiễm bệnh và tử vong rồi đấy các bạn ạ. À dù vậy nhưng trong lịch sử loài người trước đây cũng đã từng trải qua nhiều đại dịch đáng sợ hơn như vậy nữa đó video hôm nay tôi sẽ thống kê một số đại dịch kinh điển từng xảy ra trong lịch sử mà có sức ảnh hưởng đáng sợ tác động mạnh lên cuộc sống của con người chúng ta hãy đồng hành cùng mình hết video này nhé thứ nhất ebola dịch này trong số chúng ta cũng không còn xa lạ gì phải không nào Cách đây mấy năm về trước nó cũng gây nên biết bao xôn xao trong dư luận. Dịch Ebola lần đầu được phát hiện năm 1976 ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ đó đến nay dịch bùng phát thêm hàng chục lần ở nhiều quốc gia khác nhau. Các bạn có biết vì sao lại có tên là Ebola không? Tên dịch này được đặt theo tên một dòng sông gần địa điểm bùng phát ban đầu đấy đại dịch đã giết chết 11.325 người trong tổng số 28.600 người bị nhiễm chủng virus này. thật thương tâm các bạn ạ. À. Uhm, các chuyên gia ước tính Ebola gây thiệt hại tổng cộng 4,3 tỷ USD và giá trị các khoản đầu tư tại ba nước Tây Phi nêu trên đều sụt giảm mạnh. Uhm, các bạn biết đó tổn thất cũng chẳng kém gì một cuộc chiến tranh phải không nào? Thứ hai dịch hạch. Lịch sử thế giới đã chứng kiến nhiều lần dịch hạch bùng phát. Tuy nhiên đại dịch xảy ra vào thế kỷ 14 thường được biết đến với tên gọi cái chết đen là được bùng phát kinh hoàng nhất với đỉnh điểm là tại châu Âu từ năm 1346 đến năm 1351. Trong cuốn Cái chết đen 1346-1353, lịch sử hoàn chỉnh nhà xuất bản Poitel Press Anh năm 2018, tác giả Ole Stokken Benedisco Ước tính có đến 50% dân số châu Âu đã bị xóa sổ trong cái chip đen này. Bệnh này tiếp tục tấn công châu Âu Trung Đông trong bốn đợt đại dịch tiếp theo: năm 1361, 1363, 1369, 1371, 1374, 1375 và 1390. Và thậm chí trong bốn thế kỷ tiếp theo, cứ sau chu kỳ 10 đến 20 năm, dịch bệnh lại quay lại một lần. Uhm, Tôi nghe qua thôi mà nói cả gai ốc rồi các bạn ơi. Thứ ba, cúm AH1N1. Lần gần đây nhất, WHO công bố đại dịch là cách đây 10 năm, tức là năm 2010, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện một chủng cúm chưa từng xuất hiện trước đó trong cơ thể người. Đó là virus cúm AH1N1 gây bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính cúm AH1N1 bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lan nhanh trong cộng đồng. Khác với cúm mùa thông thường, virus cúm AH1N1 có khả năng tấn công sâu vào tế bào phổi, gây viêm phổi và thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời đấy. Chủng virus cúm AH1N1 này được phát hiện lần đầu vào tháng 4 năm 2009 tại Mỹ và nhanh chóng lây lan khắp thế giới. Hai tháng sau, WHO đã công bố bùng phát đại dịch cúm toàn cầu. Mỹ đã ghi nhận gần 61.000 ca nhiễm và gần 12.500 ca tử vong do cúm H1N1, trong khi thế giới có đến 575.400 tử vong vì đại dịch này. Thật là đáng sợ. Vào năm 1918, thế giới cũng từng hứng chịu đại dịch cúm do một chủng virus H1N1 gây ra, còn gọi là cúm Tây Ban Nha, có tới 500 triệu người tương đương 1 phần 3 dân số thế giới lúc bấy giờ mắc bệnh và 50 triệu người đã tử vong trong đại dịch bệnh này. Thứ tư, HIVS. Một căn bệnh có lẽ tên gọi của nó quá quen thuộc với tất cả chúng ta là HIVS. Các bạn đã bao giờ tìm hiểu kỹ về căn bệnh thế kỷ này chưa? Các ca mắc HIVS đầu tiên được báo cáo từ năm 1981 nhé. Nghĩ là tính đến nay là 39 năm, phải không nào? Vậy các bạn có tưởng tượng trong 39 năm qua, con số thiệt hại từ căn bệnh này là bao nhiêu hay không? Khoảng 75 triệu người đã nhiễm virus HIV và khoảng 32 triệu người tử vong do S nhé. Trời, 32 triệu ư, tương đương 1 phần 3 dân số Việt Nam hiện tại đấy các bạn ơi. Hiện nay thì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. HIVS là một căn bệnh dai dẳng và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hàng triệu người mỗi năm ảnh hưởng tiêu cực của HIVS đối với nền kinh tế toàn cầu vẫn đang được nghiên cứu, đặc biệt là tại châu Phi, lục địa có tỷ lệ mắc HIVS cao nhất trên toàn thế giới. Thứ năm, dịch tả. WHO đã gọi dịch tả là đại dịch đáng bị lãng quên. Cái tên gọi này đã đủ cho ta biết nó nguy hiểm đến nhường nào rồi, phải không? Dịch tả được cho là lây nhiễm cho 1,3 đến 4 triệu người một năm với số ca tử vong hàng năm từ 21.000 cho đến 143.000 người con số thật là khủng quá các bạn ạ à. vì dịch tả bắt nguồn từ thức ăn hoặc nước uống bị nhiễm khuẩn dịch gây hại rất lớn cho các quốc gia bị kìm hãm bởi khoảng cách giàu nghèo và thiếu sự phát triển xã hội thứ sáu dịch covid 19 cái tên này mới gọi là siêu quen thuộc đây này các bạn hiện tại chúng ta đang điêu đứng vì nó đây đây là một đại dịch truyền nhiễm gây ra bởi virus SARS-CoV-2 đang ảnh hưởng đến Trung Quốc đại lục cùng với nhiều trường hợp tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các ca nhiễm virus đầu tiên được xác nhận bên ngoài Trung Quốc bao gồm hai phụ nữ ở Thái Lan và một người đàn ông ở Nhật Bản. Ca tử vong đầu tiên được ghi nhận vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại Vũ Hán. Tính đến ngày 28 tháng 3, tổng số ca nhiễm lên tới 597.458 người, trong đó 27.370 ca tử vong rồi đó các bạn ạ. À. Mà hiện tại thì đang trong tâm dịch, vì vậy mà đây cũng mới chỉ là con số tạm thời mà thôi. Hãy cùng cố gắng để chống chọi lại với đại dịch hiện tại nhé mọi người. Bên cạnh tất cả các đại dịch mà tôi vừa thống kê trên thì còn một số dịch cũng nguy hiểm không kém, có thể kể đến nữa như cúm Hồng Kông hay H3N2. Theo ước tính của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, số ca tử vong do nhiễm cúm Hồng Kông trên toàn cầu là khoảng 1 triệu người, trong đó có 100.000 người Mỹ. Cúm H3N2 đã giúp cộng đồng y tế thế giới hiểu được vai trò của tiêm phòng trong công tác ngăn chặn sự bùng phát của các đại dịch trong tương lai. Ôi, thật là ghê sợ các bạn ạ. À. Tôi cứ tưởng dịch Covid hiện tại là lịch sử rồi chứ, không ngờ trước đây thần chết đã từng tìm đến nhân loại nhiều lần rồi. Sau video hôm nay các bạn nhớ ghi nhớ kỹ là trong lúc hiện tại đây thì những đại dịch đã từng xảy ra trước đó cũng coi như là một nguồn động lực lớn để ta vượt qua sự hoành hành của Covid. Cố lên nhé mọi người, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, chỉ cần chúng ta chung sức đồng lòng và hơn hết là có niềm tin thì sẽ chiến thắng tất cả, phải không nào? video hôm nay của mình đến đây là hết rồi hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp nhé xin chào